Chúc các bạn đạt thì cái sát hạch kết quả cao nha. Cố gắng cứ đạt là được. Được 100 điểm thì càng tốt, và không thì cũng 100. Ừ, cứ đạt là được. Thật sự an toàn vào số không quên. Bạn đã học thi cho xe về vạch kết thúc. Quá giờ. Ui, sao nó trừ nhiều thế? Vào ngã tư. Còn có 79 á. Phải chung là do thế bởi là 2. Thật trời, mình tưởng trừ 5 thôi nhỉ. Ừ, mình tưởng trừ ấy đi. Quá 2 giây lại trừ à? À, do chờ ông kia lâu quá. Ừ, nhưng biết là đây là quá thì quá đây, là 1 phút rồi là. Ừ. Đấy chưa? Tưởng là nó lên đến phút cuối rồi mà vẫn... Đây này quá, 18 rồi, hơn 1 phút mà nó trừ liên tục. Cứ 2 giây 1 điểm sao? Ừ, 2 giây 1 điểm chết à? Đấy, trừ liên tục. Thôi, cái lỗi này bình thường thôi nên phải để ý. Chứ mình không để ý. Lỗi này chỉ bình thường thôi. Thế là thì ngoại cảm tác động không? Trừ liên tục là còn như 79. Thế, về đến đây là 90. Thế mà quá giờ một cái là... Nghĩ to là do trời đứng xe một chút. Chính vì vậy là khi mình đi thi thì... Thấy ô là trống là mình cố mình vào. Không chờ được. Không nên chờ. Khó thì mình làm kiểu khó. Thì mình cứ loay hoay. Kiểu gì mình cũng làm được thì mình đã có kiến thức rồi. Chứ chờ là chết. Chờ là còn chờ đèn xanh đèn đỏ nữa. Thì cứ mỗi một... hai giây trừ điểm. À, chán nó chẳng nhất. Cho xe về bài kết thúc. Vâng, tôi biết rồi ạ. À. Bác làm tôi mất một điểm gì nhỉ? Chết có một điểm nhục thế. Ô, chưa. Đây này, trừ một điểm rồi đâu. 19 này. Trừ cái này mới nhục nhỉ? Đã 90 mà ông trừ 11 luôn, sợ. Đấy, nên là... có lỗi này, nãy giờ chưa ai lỗi này đúng không? Bài mắc thì mới rút kinh nghiệm này. Mấy giờ? Hôm nay phải giữ. Giữ xin nhan nhá. Chắc là cứ một tay xin nhan, một tay lái. Cáu nhỉ.